Xin chào các bạn, ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập số 4 sách giáo khoa trang 65. Bài tập số 4 yêu cầu chúng ta đó là hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O, HCl, Fe2O3 và C12H22O11. Vậy thì như các bạn đã biết này, khối lượng của N phân tử các chất chính là khối lượng mol phân tử của các chất đã cho. Vậy thì khối lượng mol là gì? Các bạn hãy nhìn cho cô sách giáo khoa trang 64 phần ghi nhớ số 2. Khối lượng mol của một chất chính là khối lượng của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó tính bằng gam, có trị số bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối. Như vậy việc làm của chúng ta sẽ là phải đi tính phân tử khối của các chất này thì chúng ta sẽ ra được khối lượng của N phân tử những chất đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tính vào phân tử đầu tiên. Với phân tử H2O, chúng ta sẽ tính phân tử khối của H2O. Để ý cho cô, ở đây chúng ta có hai nguyên tử tạo thành phân tử H2O, đó là hydro và oxy. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ có nguyên tử khối của hydro là 1. Chúng ta có 2 hydro, vậy nên chúng ta phải nhân với 2 cộng với nguyên tử khối của oxy. Chúng ta có 1 oxy nên nhân với 1 và kết quả sẽ bằng 18. Và đơn vị ở đây là gam. Thứ hai, chúng ta sẽ có M của HCl. M của HCl, chúng ta để ý cho cô này, nguyên tử khối của hydro bằng 1. Chúng ta có 1 hydro nên chúng ta nhân với 1 cộng với nguyên tử khối của clo là 35,5. Ở đây chúng ta có 1 clo, chúng ta nhân với 1, kết quả sẽ bằng 36,5 gam. Nếu bạn nào không nhớ được nguyên tử khối của các chất thì các bạn có thể mở lại cho cô sách giáo khoa trang 42. Ở bảng 1 đã thống kê cho chúng ta một vài những cái nguyên tử khối của các chất mà chúng ta thường gặp. Và tiếp theo chúng ta sẽ tính đến M của Fe2O3. Và M của Fe2O3 chúng ta thấy đó là nguyên tử khối của sắt bằng 56. Chúng ta có 2 sắt, vậy chúng ta phải nhân với 2 cộng với nguyên tử khối của oxy là 16. Và trong cái phân tử này thì có 3 oxy, vậy chúng ta sẽ nhân với 3 và kết quả chúng ta ra được sẽ là 160 gam. Rồi và tiếp tục đến chất tiếp theo, đó là M của C12H22O11. Và đầu tiên chúng ta nhìn cho cô phân tử này được cấu tạo gồm 3 nguyên tử này: carbon, hydro và oxy. Vậy việc đầu tiên của chúng ta sẽ là nguyên tử khối của carbon là 12. Và ở đây chúng ta có 12 carbon nên chúng ta sẽ nhân với 12 cộng với nguyên tử khối của hydro là 1. Có 22 hydro, vậy chúng ta sẽ nhân với 22 cộng với nguyên tử khối của oxy là 16. Và có 11 oxy nên chúng ta sẽ nhân với 11 và kết quả chúng ta ra được đó là 342 gam. Như vậy cô và các bạn vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4 sách giáo khoa trang 65. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập lần sau.